Ok, xin chào tất cả anh em Đây là Sony Xperia 1 Mark 5 Cái chiếc điện thoại flagship mới nhất được Sony ra mắt cách đây đâu đó khoảng tầm 1 tháng Và bây giờ tinh tế của mình đã có chiếc điện thoại trên tay Thì thực ra cái chiếc điện thoại này là một mình mượn từ cửa hàng được Phone Shop à, Thì xin cảm ơn được Phone Shop đã cho tinh tế của mình mượn máy để trên tay Cái chiếc điện thoại này nó đánh dấu khá là nhiều cái sự thay đổi của Sony Trong cái phân khúc điện thoại flagship Nhất là với dòng Xperia 1 từ cái hệ đầu tiên đến bây giờ là thế hệ thứ 5 Vậy thì những cái thay đổi đó là gì thì mời anh em ở trong video dưới đây Trước tiên mình muốn chia sẻ với anh em về tên của chiếc điện thoại này trước Trước đây mình từng làm một cái video về Sony Xperia 5 max 4 Thì nhiều anh em nói rằng là tại sao Sony họ lại đặt tên cái điện thoại của mình nó quá phức tạp với người dùng như vậy Nhưng nếu anh em là người đã dùng qua máy ảnh Alpha của Sony hay là những cái thiết bị khác của Sony Thì anh em sẽ thấy rằng là cái cách lập tên này nó không có gì là lạ hết Hay nói chính xác hơn là nếu anh em dùng máy ảnh nhiều dù là các hãng gì đi chăng nữa thì anh em cũng sẽ đều thấy cách mà Sony đặt tên cho điện thoại của họ nó cũng tương tự nhau thôi. À, ví dụ anh em thấy là những chiếc Sony Alpha đi, Alpha 7 rồi Alpha 7 Max 2, Alpha 7 Max 3, Alpha 7 Max 4, nó cũng tương tự như vậy thôi. Xperia 1 là cái dòng flagship thì thế hệ thứ nhất Sony đặt là Xperia 1, thế hệ thứ hai thì Sony đặt là Max 2, thế hệ thứ ba là Max 3, đến bây giờ là thế hệ thứ năm, tức là Max 5. Cá nhân mình thấy nha, cái cách đặt tên này của Sony nó không có cứ gì là gọi là quá là khó để cho anh em có thể nhớ được hết cái quan trọng là anh em có muốn nhớ hay không mà thôi cái chiếc điện thoại này tại sao mình nói nó lại đánh dấu nhiều cái sự thay đổi của Sony bởi vì thực ra là thiết kế thì nó không thay đổi gì nó chỉ là làm mới một vài cái chi tiết thôi nhưng mà cái camera cũng như là những cái phần mềm và những tính năng mà Sony tích hợp đây là cái lần đầu tiên mà Sony họ thay đổi nhiều như vậy trước tiên về cái điểm nổi bật nhất trên cái chiếc điện thoại này là chắc chắn phải nhắc đến camera rồi cách đây một tháng mình đã từng làm cái video tổng hợp về những cái tính năng và những cái thay đổi chủ yếu của Sony với Xperia 1 Mark 5 và Xperia 10 Mark 5 thì trong cái video này mình muốn chia sẻ với anh em kỹ hơn mình muốn cho anh em thấy được những cái hình ảnh đẹp hơn của cái chiếc điện thoại này Về camera thì năm nay Sony sẽ thay đổi về cái cảm biến hình ảnh Trước đây họ dùng cảm biến là RS Còn với thế hệ mới nhất này thì họ chuyển sang dùng cái cảm biến đó là XMT có cái độ phân giải lên đến là 52 megapixel và cái quan trọng nhất đó là Sony họ dùng một cái tỷ lệ khá là nhị đó là 4.3 chia 3 và cái kích thước cảm biến XMT 52 megapixel này là 1 trên 1.35 inch và cái kích thước điểm ảnh đó là 1.12 micromet Tuy nhiên do cái tỷ lệ khung hình phổ biến trên smartphone đó, anh em hay chụp ra đó là 43 hoặc là 32 cho nên là cái cảm biến 52 MP này nó không có tận dụng hết được mà nó chỉ tận dụng khoảng 48 MP thôi. Hình ảnh khi mà anh em chụp ra kết hợp với cái thuật toán đó là gộp điểm ảnh mà anh em thấy là rất là phổ biến trên smartphone hiện tại rồi. Cái tấm hình chụp ra cuối cùng nó vẫn sẽ là có độ phân giảm 12 MP nhưng mà Sony họ nói rằng là nó sẽ cải thiện nhiều hơn về cái chi tiết, nhiều hơn về cái độ sáng và nhiều hơn về cái độ tương phản độ bão hòa màu. Còn cái vấn đề mà nó chụp đẹp hơn thế hệ cũ hay không á Hiện tại thứ nhất là mình không có cái chiếc máy là Xperia 1 Max 4 ở đây để so sánh. Còn với cái Xperia 1 Max 5 này thì mình cũng mới chỉ cầm với chiếc điện thoại này từ tốn qua tới giờ thôi, mình cũng chưa có chụp hình nhiều và mình cũng chưa có thể đưa ra được anh em về cái nhận xét. Cho nên là có thể được thì mình sẽ hẹn anh em trong một cái chủ đề sau. Và cái thay đổi thứ hai, năm nay với Xperia 1 Max 5 thì Sony đã bổ sung cho chiếc điện thoại này cái chế độ chụp đêm và nó sẽ được kích hoạt một cách tự động. Rồi ở trong cái giao diện chụp hình của chiếc điện thoại này thì Sony họ chia ra khá là nhiều những chế độ chụp khác nhau từ basic nè, auto nè, chế độ B, chế độ S, chế độ M. Thì những cái chế độ như là auto, B, S, M đây anh em đã quá là quen thuộc trên những chiếc máy ảnh rồi. Còn cái chế độ basic á thì theo cái mô tả của Sony nó là cái chế độ thông thường nhất bất cứ ai cầm vào chiếc điện thoại Sony cũng sẽ có thể chụp hình được. Mình nghĩ rằng họ sẽ ứng dụng rất là nhiều cái thuật toán vào trong này để cho nó giống như với một cái chiếc smartphone bình thường nhất mà khi mà anh em cầm lên anh em bấm chụp thì Sony họ sẽ xử lý ở phía đằng sau và nó sẽ cho anh em cái tấm hình cuối cùng đó thì cái cách nó là như vậy về cái cảm biến tele và cái cảm biến ultra wide thì Sony họ vẫn dùng cảm biến cũ đó là Xmores với độ phân giải là 12 mươi hết và năm nay với cái thế hệ thứ năm này thì Sony họ bỏ đi cái cảm biến đó là 3D TOF họ chuyển sang dùng cái phần mềm tức là họ dùng thuật toán để họ nội suy ra cái thay cho cái cảm biến 3D TOF đó Tiếp theo với cái camera thì năm nay Sony bổ sung cho cái chiếc điện thoại này thêm hai cái tính năng mới đó là S-Cinetone và Creative Look. Thì hai cái tính năng này nó được lấy từ những cái chiếc máy ảnh Alpha và những cái chiếc máy quay cinema like của Sony đem xuống cái chiếc điện thoại này. Và cái Creative Look á, Nôm Na, nó sẽ cho anh em những reset màu sắc quen thuộc rồi ví dụ như là reset uh, double chẳng hạn hay là cái preset uh, FL. Thì những cái preset đó này sẽ áp dụng vào trong cái hình ảnh của anh em Rồi còn uh, S-Cinetone thì theo Sony mô tả nó sẽ là cái chế độ quay phim cinematic nhưng nó sẽ làm đẹp da tức là nếu anh em nào mà quay những cái đoạn video mà có người chủ yếu trong đó đó mà anh em muốn quay những cái thước phim mà nó mang cái tính điện ảnh hơn thì anh em có thể dùng cái tính năng đó là S Cinetone đó để giúp cho thứ nhất là cái chủ thể đó là cái người thì nó sẽ có một cái làn da đẹp hơn và cái khung cảnh cái khung mà anh em quay cái video đó, nó cũng sẽ đẹp hơn nó giống như thước phim điện ảnh hơn đó thì đã thái, hai cái tính năng đó là như vậy tiếp theo nữa chưa hết với camera năm nay thì sony họ cũng bổ sung cho anh em một cái tính năng đó là thu âm ưu tiên giọng nói trong cái phần mềm đó là video pro sẽ giúp cho anh em quay vlog tốt hơn ví dụ anh em cầm cái điện thoại anh em quay vlog này đó thì nếu mà anh em chỉnh cái micro nó ưu tiên giọng nói thì nó sẽ hướng về cái giọng nói của anh em hơn và anh em thu âm nó sẽ tốt hơn cái chất lượng vlog anh em cho ra cái âm thanh nó cũng sẽ rõ ràng hơn Tiếp theo về màn hình thì năm nay Sony họ vẫn trang bị cho Xperia 1 Mach 5 một cái tấm nền chất lượng rất là cao, à, tấm nền OLED độ phân giải là 3840 x 1644 và nó là màn hình HDR nó sẽ có cái mật độ điểm ảnh đó là 643 ppi tỷ lệ cái màn hình 2199 trên cái kích thước đó là 6,5 inch tốc độ âm tư là 120hz, sẽ có cái tính năng đó là Motion Blur Reduction là 240hz và cái gam màu DCI-3 là 100% Nói chung là cái màn hình của Xperia 1 mắt 5 nó rất là đẹp từ những thế hệ trước nó đã đẹp rồi thì cái thế hệ này nó vẫn đẹp như vậy cái tỷ lệ 21 9 trên cái kích thước 6 5 sẽ làm cho cái chiếc điện thoại này nó dài ra đáng kể trước đây mình đã từng trên tay Sony M5 mắt 4 rồi cái điện thoại đó nó vẫn tỷ lệ 21 9 thôi nhưng mà cái thước màn hình nhỏ hơn đó, cho nên là nó ít bị dài hơn còn cái chiếc điện thoại này cầm thì nó sẽ dài hơn và cái trọng tâm của nó sẽ ngả ra phía trước nhiều hơn và Sony họ vẫn giữ cái viền trên dưới khá là dày nhưng nó đều nhau không biết anh em như thế nào nhưng mà đối với mình á thì mình nhìn cái màn hình này thì mình thấy nó vẫn là bình thường nó không có cái gì gọi là nó quá lỗi thời hết nếu mà anh em thích những cái màn hình viền siêu mỏng anh em thích cái sự tràn viền thực sự thì có lẽ anh em sẽ không thích chiếc điện thoại này nhưng mà với cá nhân mình thì mình quan tâm vào trải nghiệm nhiều hơn cái chất lượng hiển thị nhiều hơn còn những cái mà viền màn hình trên dưới nó có dài một chút xíu thì đối với mình thì nó không thành vấn đề cho lắm mình đã từng dùng những chiếc điện thoại có viền màn hình rất dày rồi ngày xưa mình dùng chiếc pixel 4 chẳng hạn về màn hình rất là dày hay là chiếc iPhone viên tuy là nó đều nó mỏng nó nhưng mà nó vẫn có tai thỏ nhưng mà mình vẫn không có bất kỳ một cái sự phàn nàn nào thì với Sony cũng vậy có thể là mình người dễ tính thôi rồi còn về cấu hình thì Sony trang bị cho chiếc điện thoại này một cấu hình rất là mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại ha chip là Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB và nó có khe hệ microSD và có thể mở rộng lên đến là 1TB lận. Nói chung là cấu hình thì không cần phải lo lắng về cái chiếc điện thoại này, nó là xịn nhất, nó là tốt nhất của Sony thì nó được trang bị cấu hình mạnh nhất. Về pin thì chiếc điện thoại này nó ấy là nó khá là mỏng ha, nhưng nó vẫn có viên pin lớn lên đến 5000mAh và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Rồi cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó là về cái thiết kế của chiếc điện thoại này khi mà cái lần đầu tiên mình cầm cái chiếc Sony Xperia 1 Mark 5 ở trên tay á, cái cảm giác của mình đó chính là đây là một chiếc điện thoại có độ hoàn thiện rất cao. Hay mình không muốn nói đây là chiếc điện thoại có cái độ hoàn thiện cao nhất trên thị trường thời điểm hiện tại luôn. Những chiếc điện thoại của Sony ấy, từ trước giờ anh em đều biết là từ cái thời ngày xưa, từ cái thời mà họ còn hợp tác với là Ericsson nè, cái thời điểm đó nó đã có cái chất lượng hoàn thiện tốt rồi và Sony họ vẫn giữ được cái điều đó suốt những năm tháng vừa qua kể cả khi họ cũng gặp khó khăn trong cái việc kinh doanh điện thoại thì những cái chiến lược họ làm ra đều rất là chỉnh chu đều rất là tỉ mỉ và cái chất lượng hoàn thiện thì cực kỳ cao không vì cái việc kinh doanh khó khăn mà Sony họ bỏ đi truyền thống của họ đó là làm điện thoại với cái chất lượng hoàn thiện cao cũng không vì cái việc mà họ kinh doanh khó khăn mà họ cắt giảm đi những cái thứ mà đã làm lên tên tuổi của họ cho nên là điện thoại của Sony dù gì chẳng nữa nó vẫn có một cái độ hoàn thiện trong sản phẩm là cực kỳ cao cái điều minh chứng rõ ràng nhất đó, là khi anh em nhìn vào cái khe sim này những cái đường cắt của cái khe sim và cái khung viền nó thẳng với nhau gần như là hoàn hảo luôn anh em sẽ không nhìn ra bất kỳ một cái nỗ lực nào ở trong cái cách mà sony họ hoàn thiện cái khe sim này đó chính là cái điều tuy nhỏ thôi nhưng mà nó nói lên cái độ hoàn thiện một cái sự tỉ mỉ trong cái cách mà sony họ làm điện thoại và hơn nữa cái khe sim này sony vẫn giữ truyền thống của họ đó là anh em có thể dùng móng tay để anh em lấy cái khe sim này ra nó không dùng một cái dụng cụ lấy SIM nào hết đối với mình thì cái cách này nó tiện hơn rất là nhiều ở bên đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay và cái cảm biến vân tay này Sony cũng đã trang bị cho chiếc điện thoại của họ từ rất là lâu rồi từ cái thời chiếc Xperia Z5 và Sony cũng là một trong những hãng đầu tiên đi tiên phong cho cái việc là tích hợp vân tay và cái nút nguồn ở bên hông đối với chiếc thoại Android với uh, Sony Xperia 1.5 năm nay cái mặt lưng sẽ có một chút cái sự khác biệt có lẽ là Sony họ làm cái vật liệu đó là họ phủ nhám và nó có gì đó chút sần. Với uh, thế hệ năm ngoái á, thì nó là mặt kính nhám thôi, nó không có sần. Nhưng mà năm nay thì nó sần. Và khi mà anh em rờ vào, anh em sờ vào, anh em gõ lên nó, thì anh em sẽ cảm thấy sao nó giống nhựa quá vậy. nó cũng gọi là cái cảm giác của mình đầu tiên khi mình cầm điện thoại lên và mình mài mài vào cái mặt lưng này, mình thấy ủa, sao nó lại cảm giác y chang như là mình sờ vào một cái một cái tấm nhựa sần luôn đó. Nhưng thực tế nó là kính. À, cả hai mặt kính mặt kính trước và kính sau đều là Gloria Glass Victor thế hệ 2 hết và khung sẽ là khung kim loại và chúng ta vẫn sẽ có lại cái Jack 3.5 ở đây cầm chiếc thoại trên đây nó rất là vừa tay bởi vì cái tỷ lệ dài của nó cho nên là cái chiều rộng nó hơi hẹp anh em cầm vào thì rất là sướng đó rất là đã như thế này nhưng mà nó hơi cánh tay một chút xíu ha hay là những khung viền đó, Sony làm nó hơi sắc một chút xíu ha nhưng mà đây vẫn là một chiếc thoại cực kỳ cao cấp luôn mình phải nói với anh em một điều như vậy từ trước đến giờ mình luôn thích cái thiết kế của sony dù cho anh em có nói rằng là nó có cái sự gọi là uh, không cải tiến trong nhiều năm qua đi nó lỗi thời đi hay là nó không có bất kỳ một cái sự đổi mới nào nhưng mà nó mang đầy cái tính công nghiệp ở trong đây nhờ vào những cái độ hoàn thiện mà sony đã làm thì mình rất là thích cái chiếc điện thoại này nhưng mà cũng như nhiều anh em thôi điều mà khiến cho mình không thể đến được với nợ sony đó chính là cái mức giá của nó Uh, hiện tại thì uh, với những chiếc thoại Sony mà đi theo cái dạng sách tay á thì nó sẽ rơi vào khoảng đó khoảng 35 triệu à, còn uh, chính hãng thì mình nghe nói thông tin đó, rất khoảng tầm tháng 7 tháng 8 này thì Sony sẽ bán Xperia 1 Max 5 chính hãng tại Việt Nam luôn cái mức giá thì mình chưa biết còn uh, nếu mà có thì mình sẽ cập nhật sau với anh em ha à. Ok, và anh em nghĩ sao về Sony Xperia 1 Max 5 hãy để lại bình luận phía bên dưới và nếu như em video này đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.